STEM là gì? STEM là viết tắt của khoa học, science, công nghệ, technology, kỹ thuật, engineering và toán học, mathematics. STEM cộng là gì? STEM cộng là được tích hợp thêm 4 nhóm kỹ năng của công dân thế kỷ 21, 4C, giao tiếp, hợp tác, sáng tạo, tư duy phản biện và các yếu tố nghệ thuật. Nghệ thuật trong STEM cộng không chỉ được hiểu theo nghĩa hẹp là màu sắc, tạo hình hay sự cân đối hài hòa, mà còn là vẻ đẹp văn học của ngôn ngữ và thái độ tích cực với cuộc sống. 6 đặc điểm của chương trình hoạt động giáo dục STEM cộng như: hệ sinh thái bổ trợ đa dạng, nội dung phong phú, củng cố chương trình hiện hành, phù hợp với chương trình tổng thể mới, liên môn và học qua trải nghiệm, học liệu thân thiện, dễ tìm và được chuẩn bị sẵn, học sinh tự tạo ra sản phẩm để giải quyết vấn đề, mô phỏng kiến thức khoa học, tiết kiệm thời gian chuẩn bị bài học cho giáo viên. Nội dung chương trình STEM cộng. Chương trình hoạt động giáo dục STEM cộng được xây dựng dựa trên sự kết hợp của 6 nhóm chủ đề khoa học sự sống, Life Science, khoa học vũ trụ, Universe, vật chất, Materials, năng lượng, Energy, chuyển động, Movement, khoa học khác, Other Sciences. Các nguyên lý khoa học tự nhiên ứng dụng gần gũi trong đời sống xung quanh học sinh sẽ là vấn đề xuyên suốt, gắn kết các chủ đề đồng tâm trong chương trình. Các chủ đề chủ yếu theo logic tuyến tính, có thể kết hợp ở mức độ nhất định với cấu trúc đồng tâm. Bên cạnh đó là một số chủ đề bổ trợ, cung cấp kiến thức nền và kỹ năng cần thiết giúp học sinh chuẩn bị tốt nhất cho các chủ đề học trong chương trình phổ thông. Hệ sinh thái của STEM cộng gồm những gì? Hệ sinh thái của chương trình giáo dục STEM cộng gồm bài giảng điện tử, giáo cụ, học cụ, ứng dụng di động, tài liệu, sách, tờ rời. Từ đây, chương trình phát triển thành 12 chủ đề bài học cho một khối lớp. Mỗi lớp sẽ có 35 tiết học và một năm sẽ có 2 dự án. Chương trình được đánh giá tốt bởi các cha mẹ học sinh cùng tham dự và đặc biệt tạo ra sự hứng thú, sôi nổi trong học tập và thực hành từ các bạn học sinh. Cách thức triển khai như thế nào? Chương trình giáo dục STEM cộng được chuyển giao nội dung thông qua hệ thống phần mềm STEM cộng tới đội ngũ giáo viên của nhà trường có thể trực tiếp dạy cho học sinh. Chương trình tập huấn giáo viên của STEM cộng được triển khai như sau. Nội dung tập huấn: tìm hiểu về chương trình hoạt động giáo dục STEM cộng, cấu trúc thiết kế bài giảng theo mô hình học trải nghiệm và 5E, ứng dụng EDP trong triển khai hoạt động thực hành cho học sinh. Tập huấn triển khai hướng dẫn nội dung chủ đề STEM cộng có trong chương trình. Tập huấn kỹ năng và thao tác sử dụng một số dụng cụ cơ bản trong chương trình STEM cộng. Tập huấn sử dụng phần mềm cho giáo viên STEM Plus Teacher's Kit và ứng dụng điện thoại liên lạc gia đình, nhà trường STEM Plus Mobile App. Hình thức tập huấn: tập huấn trực tiếp, kết hợp nghiên cứu video bổ trợ trực tuyến cho các bài trong tháng, cấp chứng nhận sau khi hoàn thành chương trình tập huấn. Thông tin về STEM cộng tại: